chẳng nhiếp thọ nhãn thức giới, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng nhiếp thọ nhãn xúc, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng nhiếp thọ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng nhiếp thọ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng nhiếp thọ địa giới, chẳng nhiếp thọ thủy hỏa phong không thức giới, chẳng nhiếp thọ vô minh, chẳng nhiếp thọ hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, chẳng nhiếp thọ việc xa lìa sát hại sanh mạng, chẳng nhiếp thọ việc xa lìa sự chẳng cho mà lấy dâm dục tà hạnh, lời nói hư dối, lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, tham dục, sân giận, tà kiến, chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự, chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng nhiếp thọ bố thí ba la mật đa, chẳng nhiếp thọ tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng nhiếp thọ pháp không nội, chẳng nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng nhiếp thọ chân như, chẳng nhiếp thọ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh minh sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ, chẳng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng nhiếp thọ thánh đế khổ, chẳng nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, chẳng nhiếp thọ tám giải thoát, chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng nhiếp thọ bậc cực hỷ, chẳng nhiếp thọ bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng nhiếp thọ năm loại mắt, chẳng nhiếp thọ sáu phép thần thông, chẳng nhiếp thọ pháp môn tam ma điện, chẳng nhiếp thọ pháp môn đà la ni, chẳng nhiếp thọ mười lực Phật, chẳng nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng nhiếp thọ việc quán 12 chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch, chẳng nhiếp thọ việc biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo, chẳng nhiếp thọ quả dự lưu, chẳng nhiếp thọ quả nhất lai bất hoàn a la hán, chẳng nhiếp thọ quả vị độc giác, chẳng nhiếp thọ địa vị nhập chánh tánh ly sanh của bồ tát, chẳng nhiếp thọ việc nghiêm tịnh cõi phật, chẳng nhiếp thọ việc thành thục hữu tình, chẳng nhiếp thọ thần thông của bồ tát, chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết, chẳng nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng nhiếp thọ việc đoạn trừ tất cả tập khí phiền não tương tục, chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất, chẳng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, chẳng nhiếp thọ tuổi viên mãn, chẳng nhiếp thọ việc chuyển pháp luân, chẳng nhiếp thọ sự tồn tại của chánh pháp. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc chẳng thể nhiếp thọ, nếu sắc chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sắc, thọ tưởng hành thức chẳng thể nhiếp thọ, nếu thọ tưởng hành thức chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện, nhãn xứ chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhãn xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhãn xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện, sắc xứ chẳng thể nhiếp thọ, nếu sắc xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nhiếp thọ, nếu thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Này thiện hiện, nhãn giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhãn giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhãn giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Này thiện hiện, sắc giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu sắc giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sắc giới. Thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp giới. Này thiện hiện, nhãn thức giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhãn thức giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhãn thức giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Này thiện hiện, nhãn xúc chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhãn xúc chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhãn xúc. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng thể nhiếp thọ, nếu nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc.
Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nhiếp thọ. Nếu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nhiếp thọ. Nếu các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện, địa giới chẳng thể nhiếp thọ. Nếu địa giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nhiếp thọ. Nếu thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện, vô minh chẳng thể nhiếp thọ. Nếu vô minh chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử chẳng thể nhiếp thọ. Nếu hành cho đến lão tử chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là hành cho đến lão tử. Này thiện hiện, việc xa lìa giết hại sanh mạng chẳng thể nhiếp thọ. Nếu việc xa lìa giết hại sanh mạng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa giết hại sanh mạng. Việc xa lìa sự chẳng cho mà lấy dâm dục tà hạnh chẳng thể nhiếp thọ. Nếu xa lìa việc chẳng cho mà lấy dâm dục tà hạnh chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa sự chẳng cho mà lấy dâm dục tà hạnh. Này thiện hiện, việc xa lìa lời nói hư dối chẳng thể nhiếp thọ. Nếu việc xa lìa lời nói hư dối chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa lời nói hư dối. Việc xa lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp chẳng thể nhiếp thọ. Nếu việc lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp. Này thiện hiện, việc xa lìa tham dục chẳng thể nhiếp thọ. Nếu việc xa lìa tham dục chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa tham dục. Việc xa lìa sân giận tà kiến chẳng thể nhiếp thọ. Nếu việc xa lìa sân giận tà kiến chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa sân giận tà kiến. Này thiện hiện, sơ thiền chẳng thể nhiếp thọ. Nếu sơ thiền chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sơ thiền. Đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền chẳng thể nhiếp thọ. Nếu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền. Này thiện hiện, từ vô lượng chẳng thể nhiếp thọ. Nếu từ vô lượng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là từ vô lượng. Bi hỷ xả vô lượng chẳng thể nhiếp thọ. Nếu bi hỷ xả vô lượng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bi hỷ xả vô lượng. Này thiện hiện, không vô biên xứ chẳng thể nhiếp thọ. Nếu không vô biên xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là không vô biên xứ. Thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ chẳng thể nhiếp thọ. Nếu thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ. Nếu bố thí ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ. Nếu tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, pháp không nội chẳng thể nhiếp thọ. Nếu pháp không nội chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp không nội. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nhiếp thọ. Nếu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, chân như chẳng thể nhiếp thọ. Nếu chân như chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là chân như. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nhiếp thọ. Nếu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng thể nhiếp thọ. Nếu bốn niệm trụ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể nhiếp thọ. Nếu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, thánh đế khổ chẳng thể nhiếp thọ.
Nếu thánh đế khổ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nhiếp thọ. Nếu thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, tám giải thoát chẳng thể nhiếp thọ. Nếu tám giải thoát chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nhiếp thọ. Nếu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không chẳng thể nhiếp thọ. Nếu pháp môn giải thoát không chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nhiếp thọ. Nếu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, bậc cực hỷ chẳng thể nhiếp thọ. Nếu bậc cực hỷ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng thể nhiếp thọ. Nếu bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Này thiện hiện, năm loại mắt chẳng thể nhiếp thọ. Nếu năm loại mắt chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là năm loại mắt. Sáu phép thần thông chẳng thể nhiếp thọ. Nếu sáu phép thần thông chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sáu phép thần thông. Này thiện hiện, pháp môn tam ma địa chẳng thể nhiếp thọ. Nếu pháp môn tam ma địa chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp môn tam ma địa. Pháp môn đà la ni chẳng thể nhiếp thọ. Nếu pháp môn đà la ni chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp môn đà la ni. Này thiện hiện, 10 lực Phật chẳng thể nhiếp thọ. Nếu 10 lực Phật chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là 10 lực Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể nhiếp thọ. Nếu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, 12 chi duyên khởi quán theo chiều thuận nghịch chẳng thể nhiếp thọ. Nếu 12 chi duyên khởi quán theo chiều thuận nghịch chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là 12 chi duyên khởi quán theo chiều thuận nghịch. Này thiện hiện, biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo chẳng thể nhiếp thọ. Nếu biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo chẳng có thể nhiếp thọ thì chẳng nên quán khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Này thiện hiện, quả dự lưu chẳng thể nhiếp thọ. Nếu quả dự lưu chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là quả dự lưu. Quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thể nhiếp thọ. Nếu quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là quả nhất lai bất hoàn a la hán. Này thiện hiện, quả vị độc giác chẳng thể nhiếp thọ. Nếu quả vị độc giác chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là quả vị độc giác. Này thiện hiện, địa vị nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát chẳng thể nhiếp thọ. Nếu địa vị nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là địa vị nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Này thiện hiện, việc nghiêm tịnh cõi Phật chẳng thể nhiếp thọ. Nếu việc nghiêm tịnh cõi Phật chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc nghiêm tịnh cõi Phật. Này thiện hiện, việc thành thục hữu tình chẳng thể nhiếp thọ. Nếu việc thành thục hữu tình chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc thành thục hữu tình. Này thiện hiện, thần thông của Bồ Tát chẳng thể nhiếp thọ. Nếu thần thông của Bồ Tát chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thần thông của Bồ Tát. Này thiện hiện, trí nhất thiết chẳng thể nhiếp thọ. Nếu trí nhất thiết chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là trí nhất thiết. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nhiếp thọ. Nếu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, việc đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục chẳng thể nhiếp thọ. Nếu việc đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục. Này thiện hiện, pháp không quên mất chẳng thể nhiếp thọ. Nếu pháp không quên mất chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng thể nhiếp thọ. Nếu tánh luôn luôn xả chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, tuổi thọ viên mãn chẳng thể nhiếp thọ. Nếu tuổi thọ viên mãn chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tuổi thọ viên mãn. Này thiện hiện, chuyển pháp luân chẳng thể nhiếp thọ. Nếu chuyển pháp luân chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là chuyển pháp luân. Này thiện hiện, chánh pháp tồn tại chẳng thể nhiếp thọ. Nếu chánh pháp tồn tại chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là chánh pháp tồn tại. Khi nói phẩm Bồ Tát an trụ ấy, có 12.000 đại Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn.